đấy, các bạn làm như này nhanh hơn nhiều. Xong ngày hôm nay thì nhàn đi, đỡ vất vả. Đất ở đây ngô trồng ra là nó cũng rất là tốt. Estamos a sacar aquí un tomatero y meter picar también el espalo. Y a hermosón también ahí embaixo, porque pino también, ya estamos a sacar también ahí embaixo. Hoy va pronto. Sí, hoy todo va a estar pronto. Tem que ser pronto hoje, já? Sim, sim. Ok, xin chào mọi người nha. Quế Bonito và Quỳnh Châu Phi đây. Xin chào mọi người. Hiện tại hôm nay Quế và Quỳnh đang có mặt ở đây trên cái khu đất mà trước mình mua đấy mọi người. Đi đến chỗ này thì mọi người nhìn thấy hàng vè chuối. Đây là các cây chuối này mọi người này. Đấy. Thì, từ cái lúc mà cái đất này ở đây xong mà Quế với Quỳnh về ấy, thì chủ yếu là Tony Phong ở đây chỉ đạo cho các bạn làm dọn dẹp thôi mọi người ạ. Cái khu mà mình đang đứng lên là cái đường vào chỗ nhà Antonio này. Và nó ở ngay sát cái mặt đường cái luôn mọi người. Thì ở cái khu vực này này là cái khu vực mà nó nằm về sát đường cái. Thế cho nên là cái khu vực này chỉ có dọn sơ sơ. Thế xong rồi là bữa sau là Tony Phong sẽ cho các bạn ấy trồng hết chuối ở đây mọi người. Một loạt chuối ở đây. Coi như là sẽ lấp một khu vực ở phía trước này là toàn chuối. Để che cái phía bên trong này đi. Với lại là ở cái khu vực này thì trồng chuối thì mình thấy là khá là hợp lý. Còn cái khu vực ở phía bên này thì trước đây người dân người ta làm sắn cái thứ đang còn đấy mọi người. Nhưng mà người ta trồng sắn là trồng năm ngoái. Cho nên là ở dưới này thì củ nó vẫn chưa có. Thế cho nên là chúng ta vẫn đang để cho dân người ta thu hoạch ở đây. Cho nên là anh Phong anh cũng không có dọn mọi người nhé. Chờ cho dân người ta thu hoạch xong xuôi đâu đấy thì chúng ta sẽ dọn được cái khu vực chỗ này này. Đấy. Lâu lâu là không có quay cho mọi người xem khu đất này hiện tại là như thế nào. Thì ở cái khu vực mé phía bên này thì trước nó thoáng hơn, với dân người ta dọn rồi thì anh Phong cũng cho các bạn ấy dọn là coi như thoáng hơn nhiều. Còn cái khu vực ở phía chỗ này thì cây cối cây to cái thứ nó đang còn nhiều, thế chúng ta vẫn chưa xử lý, bởi vì bây giờ có xử lý thì vẫn chưa làm gì bây giờ đấy mọi người. Như thế nhá mọi người. Thế xong bây giờ là ở ngay bên hông này, cái khu vực mà người dân người ta làm ấy, thì chúng ta sẽ đi vào trong đây, chúng ta sẽ thấy là ở đây có một cái vườn ngô đấy mọi người nhé. Ông đi, ông đi. Đây mọi người thấy là Tony Phong cũng đã cho các bạn đi trồng ở đây là một vườn ngô tẻ mọi người. Một vườn ngô tẻ của Angola đấy mọi người. Akita Trubay. Đấy thì mấy bữa nay trời nó cũng mưa khá là nhiều. Hôm qua mình đi qua mình thấy cái khu vực ngô này nó cũng bị đổ mọi người. Cái khu vực này này. Ngô nó cũng bị đổ, thế xong rồi là cỏ nó cũng có rồi. Cũng đến lúc mà cần phải vun cái ngô này lên rồi. Hôm nay Tony Phong mới huy động cho các bạn xong suối lên trên này. Tất cả lên trên này để vun cái chỗ ngô này nha mọi người nhá. Đấy, đây là cái giống cây trồng đầu tiên mà trên đất Hai Quy trồng. Chính là ngô nha mọi người nhá. Bom dia aqui. Bom dia, doutor. Tá tudo bem? Sim, sim, tudo bem. Đấy mọi người nhìn này, đấy. Thì im im vậy thì bây giờ là, nhưng mà ở trên đất của Hai Quy đã có một vườn ngô cũng khá tương đối là ok đấy mọi người. Tony Phong đang cùng với các bạn ấy đang làm đây này. Tony Phong ta bông. Tony Phong ăn cơm chưa vậy? Ăn trưa thì chưa ăn. Ăn trưa thì chưa ăn. Sáng ăn rồi. Đây mọi người, thì Tony Phong ngoài làm ở bên khu vực sông suối thì Tony Phong vẫn điều hành cho các bạn đi làm ở khu vất đất bên này nha mọi người nhé. Thì trước thì không hiểu vì sao anh Phong cho các bạn trồng đám ngô này vào đây sớm thế. Chỗ này là ngô thì là mình trồng để làm giống. Làm giống vụ tiếp theo cho tháng 11. Đấy, đây là ý của Tony Phong trồng vào để làm giống mọi người, làm trồng vào làm giống nhưng mà cái lượng ngô này mà để mà làm giống trồng hết cái khu đất này chắc là hơi ít đấy. Nhưng mà làm giống thì cái đám ngô này chúng ta sẽ thực hiện làm giống theo đúng cái kiểu quy cách. Hôm trước mình cũng nói với anh Phong rồi. Nếu mà muốn làm giống thì phải làm đúng theo cái chuẩn mà cái giống mà mọi người mua ở Việt Nam ấy. Tức là chúng ta sẽ biến cái ngô này nó thành cái ngô F1 mọi người. Tức là
Cái ngô này là anh Phong lấy của Antonio Maria đúng không? Của Maria. Của Maria đúng không? Maria. Thì cái năm ngoái là đưa hạt giống cho các bạn ấy là hạt giống ngô F1. Thế xong bắt đầu các bạn ấy trồng ra thì cái ngô này thì cái đấy nó trở thành F2 rồi. F2. F kia F1, F2 và cái này là F3 này mọi người này. Đấy thì cái ngô này sẽ trở thành F3 rồi này. Thì bây giờ anh Phong anh trồng ra đây thì mình sẽ bảo với anh Phong là chúng ta sẽ thực hiện làm cho cái này nó trở thành quay về F1 mọi người nhá. Chúng ta sẽ lại làm giống cho nó trở thành F1. Nó giống như cái giống ngô nếp mà mọi người mua đóng túi ở Việt Nam ấy. Đấy thì bao giờ cũng thế, ngô F1 thì nó sẽ tốt hơn là những cái loại ngô FF về phía đằng sau. Tức là những cái giống về phía đằng sau thì nó trở thành thoái hóa giống đấy mọi người. Cho nên chúng ta sẽ làm theo cách của các cái trại giống người ta làm giống để cho cái ngô này nó trở thành ngô lai trở về F1. Thế nhưng mà cái quá trình làm sao thì chắc là mình cũng sẽ làm và không quay video nhiều mọi người. Bởi vì thực ra thì nếu như mà làm giống ngô này thế xong mà mình quay video lên ấy thì nhiều trang trại giống ở Việt Nam ấy thì có khi là các vị lại mất nghề. Đấy, nhiều trang trại giống ở Việt Nam sẽ bị mất nghề và đôi khi là làm ra thì lại không bán được giống. Thế cho nên là thôi mình sẽ chỗ này thì mình sẽ áp dụng để mình làm giống thử xem như thế nào nhé mọi người nhé. Thì Tony Phong trồng cái chỗ này thì nó cũng chỉ được khoảng tầm đến chỗ này khoảng được tầm 2 sào thôi. Nhưng mà nó lên cũng không phải là đều đâu. Đây này, những cái khu vực này thì nó vẫn là bị lên kém đây này. Không biết lúc đầu anh Phong cho các bạn gieo như thế nào nhưng mà ở đây nó có một cái khoảng nó lên cũng hơi kém kém. Chỗ này cũng gọi là tương đối rồi. Phía bên ngoài này thì tốt quá nhỉ. Còn cái được cái phía bên này. Nói chung là được khoảng tầm 1 sào rưỡi. Nhìn này là được tầm 1 sào rưỡi là ngô lên khá là đẹp, khá là tốt. Còn lại thì mất nửa sào là nó sẽ hơi xấu. Rồi ở đây thì anh Phong trồng là cũng không có bón phân gì đúng không anh Phong? Không bón phân gì đúng không? Đất trên này là năm nay là cải tạo để chỉ mua lợn đầu tiên. Đấy, tên là anh Phong ở đây anh trồng ra là cũng không có bón phân gì cả đâu mọi người ạ. Ở đây anh làm cỏ mấy lần rồi, cho các bạn làm cỏ mấy lần? Là làm cỏ được 2 lần rồi. 2 lần, lần này lần thứ 3 à? Lần thứ 3 làm cỏ đấy mọi người ạ. Lần thứ 3 làm cỏ. Vậy mà nhìn cỏ trông non thế nhỉ? Trông non này. Mưa bên này mưa nhiều, cỏ non mướt mởn ấy. Đây. Nhưng mọi người nhìn cái đất đấy, Quỳnh quay xuống cái đất cho mọi người xem cái đất nó mùn mà nó đen rất là tốt luôn. Đây rất là nhiều mùn. Cỏ này nhìn như khoai lang ấy mọi người, nhìn là đây nhưng mà nó có gai đây này. Lúc mới đầu lên thì tưởng khoai lang à? Tưởng khoai lang đấy anh. Em nhìn cái lá hệt luôn. Cái này là cái đậu mắt mèo đấy. Kinh thật, non bây giờ Quỳnh mà ngắt ngọn của nó thì phô đối luôn. Đây, đậu mắt mèo đây, chủ yếu là đậu mắt mèo là nhiều. Đây cái lá to to tròn tròn đây này. Nhìn như khoai lang nhỉ? Nhìn như khoai lang. Mà dọn 2 lần thế mà rồi mà cỏ lên cũng khá là nhiều nhỉ? Thì đợt này cũng chỉ cần có dọn cỏ 1 lần thôi chứ không cần phải dọn cỏ thêm nữa. Dọn cỏ lần này với lại vun gốc nữa là đẹp rồi. Trước này anh cho vun gốc rồi đúng không? À thế là bây giờ là coi như là vun gốc lần 2 đi. Vun gốc này vun lần này nữa để sợ nó đổ mấy bữa là sẽ có một cơn mưa rất là to á, cuối vụ. Lúc nào dạo này mưa nó cũng to, gió lớn, mọi người nhìn thấy để ý bên Antonio hay quay những cái cơn mưa rất là lớn đấy. Đấy mọi người nhìn thấy đội quân sông suối này rất hùng hậu. Có bao nhiêu người anh Phong ạ? Chỗ này hôm nay các bạn nghỉ rồi thì hôm nay chỗ này có 7 người. 7 người à? 8 người ấy. 8 người. Đấy mọi người hôm nay là đội quân hùng hậu xuống này 8 người làm. Thì không biết là anh Phong cho làm từ lúc mấy giờ mà bây giờ là làm mới chỉ được 1/3 thôi nhỉ? Yeah. Các bạn ấy lên muộn quá, sáng nay là nhắn tin cho bạn mua tồn nhưng mà bạn mua tồn mãi đến vừa mới nhận được tin nhắn. Đây, cỏ này bây giờ nhổ lên một lượt là được. Cứ cho hai ông đi trước làm cỏ, hai ông đi sau dẫy. Cỏ này nó cũng dễ nhổ mà nó... Cỏ này dễ nhổ lên bây giờ nha các bạn, mà dẫy này cuốc là đứt gốc, xong bắt đầu sau nó lại lên. Cỏ lên nhiều lên. Amigo, você vai aqui. Você vai que vai junta depois de ele que tira ele da sasso, já? Tem que arrancar, já? Tudo capi, tem que arrancar. Cỏ này nó dễ nhổ, cho nhổ đi. Bây giờ cuốc là nó đứt gốc, thế xong rồi cái gốc nó lại lên. Đấy, cỏ này dễ nhổ mà. Dễ nhổ lắm. Dễ nhổ, mà nó mới mưa xong qua nhổ như thế này nó sạch. Cỏ này càng lên nó xong rồi nó lại càng có gai ra đây này.
ở phía bên bên trên kia cũng thế, để đi lên trên kia thông báo cho các vị là chia ra cứ hai người đi nhổ cỏ, hai người ấy, hai người vun, bởi vì là nếu như mà cứ đặt cuốc vun luôn là chém gốc cái xong rồi để ấy. Đây. Aki. Tu du vai aqui ainda, já? Agora divide três pessoas, aqui três pessoas vai arrancar capi. Outro vai na atrás junto à terra, já? Entende, né? Dois pessoas ir arrancar, dois pessoas ir atrás. Para quê? Já, xin chào. Agora Milton manda alguém andar atrás, tira uma vez. Você é pequeno. Tudo capi meter no monto, já? Yeah? Não deixa espalhar assim, entende, você, né? Você vai começar a recolher o capi, eu e eles dois vamos chachar, os outros vão fazer a vale. É, vão juntar a terra, tá bom? Tá. Já, começar aqui, já? Bom tudo dia, fazer doutor. Aqui, já, bom dia, já. Doutora, bom dia, bom dia. Já. Mình chào các vị từ nãy rồi cơ mà. Meter mesmo no sítio, já? B30 também, vai, já? Arranca capi. Arranca bem. Tudo pequeno também, já? Andar com fila. Você passar lá. Você passar lá. Dividir. E meter cisto, já? Tudo meter aqui. Meter aqui. Passar lá e meter lá atrás. Bởi vì bên này các bạn ấy có cái thói quen là các bạn ấy không có nhổ cỏ, xong cứ quốc 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 mọi người. Quốc cái xong này vào đấy. Rồi bữa sau quay lại thì thấy cỏ nó cũng đã quấn hết lên trên cây ngô rồi, nó leo gọi như mà cái loại cỏ quấn này thì nó lên nhanh lắm, ngô nó lên bằng này thì cỏ quấn nó cũng ngập. Thế cho nên mọi người xem trong video của các bạn ấy Antonio các thứ các bạn ấy thu hoạch ấy, bản thân thì các bạn cũng không phải là lười đâu. Các bạn ấy ngô, các bạn ấy làm cỏ cũng 2-3 lượt, có những chỗ các bạn làm 4 lượt ấy. Thế nhưng mà đến khi mà ngô nó lên hết cỡ rồi, nó lên hết cỡ tầm này rồi, đến nó bây giờ nó nuôi bắp rồi, thì cỏ nó có thời gian nó cứ vậy nó quấn lên, nó quấn ngập cây ngô. Thời gian của ngô khô thì cỏ nó cũng lên, nó chẳng chịt hết rồi. Cho nên mọi người nhìn thấy cảm giác như các bạn ấy không làm cỏ. Thì ở đây bây giờ là mình phải bảo các bạn ấy là phải nhổ. Chứ nếu như mà cứ quốc quốc thế là coi như là sẽ bị dính đòn ngay. Này giống như kiểu các bạn ấy. Đây là ngô tẻ thôi mọi người, không phải là ngô nếp đâu. Ngô tẻ Angola. Hôm nay trời là ngoài vẻ cũng sẽ sập sùi sớm này. Bây giờ cũng đang mưa phùn rồi mọi người. Mình tranh thủ làm tầm này thì được cái nó mát, đỡ vất vả hơn. Đấy, các bạn làm nhanh. Nhanh hơn nhiều. Xong ngày hôm nay thì nhàn đi, đỡ vất vả. Ôi giời, đang mưa. Em sợ mưa đang đến đấy. Có khi nghỉ đi một tí. Chưa mưa, cứ mưa xong này hãng nghỉ. Ở bên này được cái mưa nó cũng không dai dẳng lắm đâu. Nhưng mà bình thường nó sẽ không dai dẳng lắm, đợt này thì mưa thì có vẻ là mới nhiều, mới mất thời gian. Đây mọi người thấy là các bạn đứng ở trong ngô là mình quay là ngô che hết người rồi. Tony Phong cũng chăm chỉ ra phết đấy. Tony Phong thì rất là chăm chỉ đấy mọi người ạ. Thế nhưng mà Tony Phong lười quay video cho mọi người xem thôi. Ôi xong rồi, tình hình là thế này thì liệu có làm nữa không ta? Về quan sát đây mình nói có sai đâu. Đây này, những cái ví dụ như cái này này, khi mà các bạn ấy không làm cỏ đấy, các bạn ấy cuốc rất là nhiều những cái cây cỏ nó ở trong đây này mọi người này. Đấy, ở trong cái luống ngô này chỉ cần là 2 đến 3 cây như này thôi. Nó lên là nó quấn hết các cây ngô rồi. Đấy. Rõ ràng thì các bạn ấy làm cỏ rất là thường xuyên. Thế nhưng mà bảo sao mà đến lúc mà thu hoạch ngô thì cỏ nó bám đầy. Đây mọi người quan sát này. Chính vì thế nên mình bảo các bạn ấy là phải sao? Là đi nhổ cỏ trước. Đấy, ở trong luống thì các vị đây vẫn để nguyên cỏ mà. Bây giờ thì nó bé bé, mình không có chú ý đến nó đấy mọi người. Đây này, nó bé bé nhỏ nhỏ vậy thôi. Nhưng mà một tuần sau là nó leo kín lên cây ngô luôn đấy. Đấy. Đây. Sức sống nó mạnh mẽ vậy cơ mà. Đây. Yeah. Đây mọi người quan sát này. Đây, anh Phong anh chỉ đạo các bạn làm nhưng mà đôi khi anh không để ý là những cái vấn đề đấy. Mình thì mình cũng hay để ý hơn, hay soi mói hơn, cho nên là mình quan sát những cái vấn đề đấy thì mình xử lý luôn. Anh Phong anh ấy xuề xòa hơn. Đấy, đây này. Đây, những cái cây này, ví dụ như này, cỏ các vị dọn xong những cây ở trong này đây. Mà nó lên theo nhánh luôn ý, đây.
nhìn non đấy, chưa? Khi mà nó lên như này nó mọc thêm nhánh luôn. Cái này giống như ở Việt Nam mình giống như kiểu rau muống ấy. Rau muống mà khi gặp trời mưa vậy. Nó non non. Đấy. Đây, những cây này nó coi như đã nhổ đâu. Nó bị chỉ vun vào, gọi là vun cả cỏ cả ấy đấy chứ, cả ngô đấy chứ. Anh Phong ạ, anh Phong ạ, đây này anh để ý này. Các bạn ấy vun là các bạn ấy vun cả, đây là cả cỏ cả ngô nó sẽ lên ấy. Cho nên là phải nhổ như thế này là biện pháp hợp lý nhất nhé. Xong này, vơ hết vào. Cô mu. Eo. À, capi. Nào phai mal này. Cao vị mà. Mình để ý cái gì cũng để ý trong người tôi có một cái cỏ. Đấy. Arumaturu imeteu situ nhá. Đấy, làm như thế có phải là nó sạch chẹp hơn không, nhanh hơn không? Thế bây giờ là tí nữa đi sau cái bạn này ở trong nó sẽ không còn cỏ nữa. Como? Não, deixa assim. Você controla, né? Controla, né? Do dentro, capi, no dentro do que vai lá, tem que sair, já? Aqui, né? Amigo, tudo aqui, né? Sai, já? Arranca tudo. Ở các cái luống này, nhỏ hết đi. Đất anh, do đất không phải đâu. Đất có chỗ tốt, chỗ không tốt mà mình không sử dụng phân thì nó sẽ không lên đều. À, đu phi la mi liu, tanh cái say gì đó. Thế là các bạn ấy làm theo cái kiểu tưởng tượng như là vun cái ngô và vun cỏ luôn. Bây giờ là nhổ như này là hết vun cỏ. Đấy, sau khi mà các bạn ấy dọn xong thì bây giờ những cái bạn đi vun sau nó rất là nhẹ nhàng và đất nó cũng sẽ sạch hơn rất là nhiều. À, xin mai happy do đấy. Mai happy do. Dễ hơn, làm nhanh hơn. Đây, làm như này đông vui nhanh hơn nhiều đúng không? Hôm nay ở đây là coi như là Quyết này, Quỳnh này, Tony Phong này được dịp ở đây cả ba người đứng để chỉ đạo cho các vị làm mọi người. Đấy. Tự nhiên hôm nay là cả nhóm, cả đội. Đấy, mọi người quan sát là cái khu vực này là ngô nó khá là đẹp, khá là ok. Ở bên này đông thanh niên nên là nghe thấy tiếng cuốc nó kêu là đã thấy nhộn nhịp rồi. Chưa biết là năng suất có hiệu quả như thế nào. Nhưng mà chỉ nghe thấy tiếng cuốc nó cứ băm băm, keng keng, cọc 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 nên là đã thấy hiệu quả rồi. Đấy, tính coi như là bây giờ là cả thêm Tony Phong nữa là nhân lực lên là 9 đến 10 người nha mọi người. 9 người, 10 người. Nên là vun cái này vèo cái là xong. Ở đây nó có cái cây hoa gì đẹp nhỉ? Cho tí nữa cho các bạn chặt luôn cây này anh Phong ạ. Đây ở đây cây gỗ cây củi gì mà nó đổ mà nó là hoa đẹp thế. Hoa đây này. Đấy. Đấy, nó đổ nó ngả xuống thì nó che cái ngô ở phía dưới này mọi người này.
đang bắt đầu ra hoa rất là nhiều cái này, không biết là quả có giá trị gì không. Trời thì vẫn mưa phùn nha mọi người nhé, nó không mưa to được, chỉ lất phất thôi. Bây giờ là nó có cái dấu hiệu là gió nó đổi mùa mọi người. Mình cảm giác cái cơn gió với lại là cái khí hậu nó hơi khác khác rồi. Nó không giống như là cái đợt đầu mùa, mưa là khác hẳn đấy. Và mưa nó cũng dồn dập hơn đấy, gần như là ngày nào nó cũng mưa đấy. Chỗ nào cũng thấy nhiều cỏ hết đấy. Tại vì sao, ở đây là năm đầu tiên anh trồng ở đây, cỏ để ở đây xong rồi là bao nhiêu năm cỏ nó mọc thế xong bắt đầu là hạt rơi xuống ấy, cho nên nó rất là nhiều hạt cỏ. Làm đợt này xong đợt khác nó lại lên. Có những cái hạt cỏ mà nó tồn tại dưới đất đây, nếu như mà điều kiện thuận lợi nó tồn tại cả trăm năm. Nên cứ lúc nào mà mình sới lên thì nó lại có điều kiện thuận lợi thì nó lại lên. Thế nên là một thời gian nữa cứ làm đi làm lại thì nó sẽ vơi, nó sẽ bớt cỏ đi. Mọi người nhìn thấy đất đây này, tơi xốp, ngon lành luôn, toàn mùn là mùn. Thế cho nên là mọi người mới quan sát thấy là mấy năm gần đây là hướng dẫn các bạn thì mình cũng hạn chế dùng phân, đỡ tốn tiền. Mà bản chất thì đất ở đây ngô trồng ra là nó cũng rất là tốt. Đấy, mọi người có thể quan sát thấy rằng là đất nó cực kỳ là xốp, cực kỳ là nhiều mùn. May mắn cái là mấy ngày hôm nay trời nó còn cứ mưa liên tục cho nên đất nó cứ ẩm. Thế nhưng mà nó chỉ cần nắng một tuần thôi là có thể đất này nó cũng sẽ cứng lại đấy mọi người, nó cứng xe bề mặt đấy. Bên này nó rất là hay là như vậy đấy. Đấy, mọi người nhìn thấy cỏ nó tốt tươi không? Cỏ cực kỳ tốt. Và mọi người nhìn thấy bạn này, này là bạn Adilson đấy mọi người. Mà trước Tony Phong về thì mình cũng đe đuổi bạn đó. Thế nhưng mà mọi người sẽ quan sát thấy là sau khi mà các bạn đi phải có đi rồi, các bạn đi về thì cái năng suất làm việc nó mới có sự thay đổi đấy mọi người. Gần như là cho các bạn đi nhưng mà mình đều có cho các bạn cơ hội để quay lại hết. Nên là ở đây không có ai đi vĩnh viễn cả mọi người. Chỉ cần các bạn đi xong là các bạn đi suy nghĩ quay lại làm ăn chăm chỉ thì các bạn lại quay lại làm việc thôi, chứ cũng không có cái gì là phức tạp ở đây đâu mọi người nhé. Ở phía bên trên kia là đường nhựa kìa, xe thì lưu thông ở cái đường này rất là nhiều nha mọi người. Nó là đường liên tỉnh, liên huyện đấy. Ở đây có Tony Phong thì hơi hiền, thế cho nên là làm việc với các bạn ấy, các bạn ấy cảm giác như nó bị giống như kiểu là dẫm phải dầu ăn ấy, cho nên nó hơi nhờn. Có quyết xuống thì coi như là làm việc thì các ông chạy như kiểu máy chạy bằng cơm ấy mọi người ạ. Cứ ông nào mà gặp mình là bắt đầu là quay ra làm việc như kiểu máy chạy bằng cơm. Hai bác sĩ, các bạn là hai bác sĩ đấy. Chả biết có hãi hay không, nhưng mà chắc là cũng nổi tiếng là hay cào nhào, thế cho nên là các vị cứ thấy mình là các vị chạy như kiểu là nắp tên lửa vào mông vào đít vậy. Đây mọi người quan sát thấy cỏ là các bạn ấy làm bây giờ tụ hết thành các cái đống như thế này này. Đống rất là to.
toàn những cái đống cỏ to này. Bên trong này thì đẹp hết rồi, sạch sẽ đẹp hết rồi, trông nó cũng tương đối đâu vào đấy hết rồi, cỏ rất là nhiều mọi người, cỏ nhiều lắm. Như này là xong rồi, sạch sẽ. Bên này cũng thế. Quỳnh trời mưa nên là đi vào núp vào trong xe rồi nha mọi người nhé. Tất cả cái chỗ này là cái chỗ núp đầu các bạn ấy làm, thì cỏ các bạn ấy đang còn tấp vào trong luống này. Sau khi mà lúc mình đến thì tất cả kia là coi như là sạch hết, không còn cái cỏ nào ở trong chân luống hết. Đây các bạn ấy cuốc nó vào lên. Còn bên này thì sạch hết. Làm như thế là nó sau này không mất công để làm thêm nữa. Bây giờ mưa cũng đang bắt đầu nặng hạt hơn rồi mọi người. Nhưng mà các bạn ấy làm thì cũng chỉ mới được hơn có một nửa ruộng thôi mọi người ạ. Mới chỉ được hơn một nửa thôi. Tony Phong thì rút quân trước vào trong nhà Antonio rồi. Quỳnh thì vẫn đang tiếp tục trú mưa. Mình ở đây vẫn đang cùng với các bạn ấy làm thêm một chút nữa. Để nếu như mà giả sử nó có mưa to hẳn thì sẽ chạy thôi. Còn nếu mà nó cứ như thế này, tầm như này thì vẫn tiếp tục làm việc được mọi người. Bởi vì nó cũng nặng hạt nhưng mà nó chỉ là mưa phùn thôi. Nên là cũng không lo, các bạn ấy vẫn đang có thể làm việc được. Zaccheri Riposo. O continua. Ya, entava mo riposo già. Ya. Rồi, và mưa có vẻ nặng hạt hơn rồi mọi người. Thế bây giờ là chúng ta sẽ đi nghỉ thôi, các bạn ấy sẽ đi nghỉ thôi. Conta bem que ensada já ensada suja. Ensada de canh em tao que receber e que levar já. Mưa nặng hạt hơn rồi thì để cho các bạn ấy vào nghỉ thôi mọi người. Thì chắc là cũng phải mất tầm một tiếng nữa, một tiếng đến tiếng rưỡi nữa thì các bạn ấy ra đây để dọn tiếp cái khu vực phía đằng này nha mọi người nhé. Phía đằng này là lúc nãy mình hỏi kỹ lại anh Phong thì là cái chỗ này trồng sau một tuần này, còn cái chỗ này trồng trước một tuần thì đã lên khá là đẹp, nên ok hơn này. Nên bây giờ là nhìn nó có vẻ là sâu sâu hơn cái khu vực này. Nhưng mà sau khi vun xong thì đợi một tuần nữa thì nó sẽ lên bằng nhau hết thôi mọi người ạ. Đây, cái khu vực này trồng sau một tuần, còn cái khu vực này trồng trước một tuần là nhìn nó rõ nét hơn hẳn đấy. Đám ngô nó đẹp hẳn đấy. Rồi, để cho các bạn đi nghỉ tay, các bạn đi vào trú mưa nha mọi người nhé. Đấy, trang bị ra đây mỗi ông là một cuốc, rồi còn thêm dao nữa. Đây mọi người quan sát phía ngoài này, đám ngô trông nó đẹp hơn rất là nhiều nhé. Đấy, mọi người thấy không, đám ngô trông nó đẹp hơn. Khi mà mình đứng ở trong kia thì mình lúc nãy là quay cho mọi người là cái ngô trồng sau một tuần, thế nên là trông nó hơi xấu xấu. Bây giờ là tất cả cái chỗ này là đẹp hơn rồi. Đường này là đường đi vào chỗ nhà Antonio đây mọi người nhé. Thì bây giờ là mình cũng sẽ đi vào trong nhà Antonio trú mưa, đi vào trong đấy để chơi với các bạn một tí, xem các bạn làm như thế nào. Yeah, ok. Quando Milton, quando che già basta di suva. Você che dirige tudo vai aqui, né? Fazer como formata fazemos, já. Limpa primeiro e depois que junta a terra. Aqui também que vontade de colher tudo aqui. Já você vê aqui tá muito sujo, muito feio. Entendeu? Onde eu mandamos fazer? Tá mais bonito. Ah, tá bom. Já. Pode já correr já, tá suva já. Sim, ok. Rồi, đi nha mọi người, đi thôi. Aqui tá boa. Antônio não tá? Não. Antônio de sangue aí. Tá como é que é? Milho, doutor. Milho? Sim. Milho do Vietnam? Sim. É milho do Vietnam? Milho angolano. Tá. Angolano, né? Sim, sim. mas aí, né? Dá um guia, né? Antônio Maria, tá de sangue. Sim. Xe máy Tony Phong còn lên trên này, chú mưa đây. Không thấy chủ đâu mà xe đã lên trên này trú mưa rồi. Mưa chủ không cần chú, chỉ cần xe chú thôi. Mấy thanh niên xóm chuối này đi về bên xóm các bạn nha mọi người nha. Chú ở đây luôn được mà. Các vị lại không thích chú ở đây là các vị lại đi về. Đấy, còn ở đây thì không biết là nay
có bị làm gì ạ? Nelson, ơi gì sao ra kia kì? Tama sa sa akin ng tomatero, yung medyo pikat ang nos pao. Yeah, I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to Now, vai, vou mandar para a chuva agora. Depois de 10 minutos vai para. Đang đùa các ông này, tôi bảo ông trời để ngừng mưa cho các vị làm việc. Hôm nay là công việc của các vị ở đây là sẽ dọn vườn khu vườn cà chua này. Với lại là sẽ cắm cọc cà chua đây này mọi người này. Đấy. Ở dưới kia thì các bạn sẽ dọn cỏ chỗ khu vực rau cải rồi. Thế bây giờ là cắm cọc cà chua lại, làm cỏ cà chua. Thế nhưng mà trời mưa như thế này thì chưa chắc là các bạn hôm nay đã làm xong được đâu, bởi vì là chưa biết là bao giờ tạnh mưa. Các bạn sẽ bảo là nếu như mà tạnh mưa thì hôm nay sẽ làm xong rồi. Thế thôi, đi tranh thủ mưa thì lên trên này review cho mọi người xem tình hình trên này các bạn đang làm gì đấy. Rồi, video này sẽ kết thúc đây rồi. Xin chào mọi người nhé. Ok, tạm biệt mọi người. Bye bye cả nhà. Bye bye.